Đăng ký mua tài liệu học cờ trên các thiết bị thông minh Android, iPhone, iPad, máy tính, laptop. Liên hệ Zalo 0904874002. Xin kính chào các yêu cơ. Trong video ngày hôm nay, kênh Học của Tuấn Lai sẽ gửi tới các bạn bài bình luận và phân tích nhanh về trận đại chiến của Ngoại Ti Lê Khách và Ung Dương trong trận cờ nhanh tại Bích Cực Phiên Bôi năm 2020, vòng thi đấu thứ 5 đánh tại ngày 16 tháng 12 năm 2020 tại Phật Sơn, Quảng Đông, Trung Quốc. Trong cái ván cờ trận đầu tiên, hai cao thủ so tài đã có tỷ số hòa và hai bên bắt buộc phải bước vào trận cờ nhanh để tìm ra ai sẽ là người bước vào vòng 6 tiếp theo. Vương trong trận chiến này là người cầm đỏ đi tiên, lập tức chơi phương án cờ khởi mặc cuộc. Đây được coi là một trong những biến cuộc của anh rất hay sử dụng trong thời gian gần đây. Bên đen của Ung Dương đối lại bằng đường cờ, binh 3 tiến 1 không cho đường mã phát triển. Vương tách phó qua, hình thành trận pháp khởi mã chuyển tam bộ hổ. Bên đen mã 2 tiến 3, bên tiên của Vương lập tức ra xe ngay. Xe 1 bình 2, binh 3 tiến 1, tiến pháo phong xa và lập tức đường cờ phát triển mã 2 tiến 3. Bên đen Ung Dương mã 8 tiến 9 và đây thì bên đỏ có khá nhiều nhánh cờ như là hai phương án lớn tách phó qua hoặc đường cờ pháo 2 tiến 2. Tuy nhiên trong trận chiến trên thì Ngoại Ti Lê Khách đã đi một biến hóa tân thời, đó là đường cờ xe 8 tiến 1. Bên đen Ung Dương lập tức đi đường cờ tiến con pháo 8 tiến 4 ngay, hình thành song pháo qua 2 để chấn áp trận hình. Bên đỏ Vương mã 7 tiến 9. Các bạn xem những trận cờ gần đây của Vương rất đặc biệt là trận chiến đối với danh thủ Trịnh Thế Đồng tại vòng thứ 2 của Bích Quý Viên Bôi. Đây là hình cờ tương tự như hình cờ đó. Bên đen tượng 7 tiến 5, bên Vương lập tức chạy con pháo qua để tranh tiên. Trong thực chiến thì bên đen của Ung Dương đi đường cờ pháo 2 thoái 1. Các bạn đã xem thì trong cái trận chiến trước đây đối với Trịnh Thế Đồng thì trong hình cờ này thì bên đen của Trịnh Thế Đồng đã lựa chọn phương án cờ là pháo 2 tiến 1. Về sau Vương đã đi đường cờ tượng 3 tiến 5 và trong trận chiến đó thì Ngoại Ti Lê Khách vẫn là một người thắng cuộc trong cái trận chiến đỉnh cao đó. Trong thực chiến của hình cờ trên thì bên đen đã không đi lại biến hóa của Trịnh Thế Đồng, anh đã sửa biến bằng đường cờ pháo 2 thoái 1. Bên đỏ của Vương thứ nhất tượng 7 tiến 5 và đây thì bên đen trong trận cờ nhanh này Ung Dương lựa chọn biến hóa theo nhánh cờ số 1, lập tức đi đường cờ pháo 8 binh 7 ngay để cản trở đường phát triển của con mã lỗ 3. Ngoài phương án trên thì bên đen có thể đi đường cờ mã 3 tiến 4. Đây được coi là một biến hóa cũng khá hay, có thể tránh điểm tấn công bằng trục 7 của bên tiên bằng hệ thống cờ binh 7 tiến 1. Khi đó bên tiên có lên hoành xe thì bên đen vẫn có thể đi đường cờ pháo 8 binh 7 ngay. Trong thực chiến của ván cờ này thì Ung Dương lựa chọn phương án cờ là bình pháo trước để cản đường mã. Bên đỏ của Vương thiết lập tức đi một đường cờ đầy sức nặng, đó là hệ thống cờ binh 7 tiến 1, các bạn thấy là đang tấn công vào con mã của bên đen. Ung Dương xe 9 bình 8 bắt pháo. Bên đỏ xe 1 bình 2 và từ đây là đường cờ cất mã lên tấn công. Bên tiên Vương chém tốt, bên đen tượng 5 tiến 3, ở đây thì bên đỏ trong thực chiến danh thủ Vương thiết lựa chọn biến hóa là đường cờ pháo 2 tiến 4. Ngoài biến hóa trên thì bên tiên của Vương cũng có thể đi đường cờ rất cơ bản thôi, đó là hệ thống cờ pháo vật tượng. Các bạn thấy đây là một biến hóa cũng khá dễ nhìn và đây là hình cờ mà bên đỏ có lẽ là vẫn chiếm ưu. Khi đó bên đen có lên sĩ thì bên tiên có thể đi đường cờ pháo 2 tiến 2. Đây là cái thủ pháp không cho bên đen bất ngờ dùng pháo vật tượng khi pháo đứng ở căn mã, đồng thời đang có thể tranh tiên. Bên đen có thoái về vừa dùng mã để giữ pháo đồng thời đang có thể bắt cây thì bên đỏ sau khi cướp tượng có thể thoái về. Các bạn thấy đây vẫn là hình cờ mà bên đỏ của tình là khách sẽ chiếm ưu thế. Trong thực chiến của ván cờ này thì Vương không đi đường cờ dùng pháo 7 tiến 7 để cướp tượng, anh đã lựa chọn biến hóa pháo 2 tiến 4. Bên đen ở đây có hai biến đều thể đi trong lựa chọn thực chiến thì bên đen của danh thủ Ung Dương đã quyết định một trận cờ tấn công bằng đường cờ mã 4 tiến 6. Ngoài ra thì bên đen cũng thể đi đường cờ thoái tượng về là một cái đường cờ có phần phòng thủ chắc tay hơn. Chúng ta sẽ cùng xem trung viên kế hoạch Ung Dương lựa chọn biến hóa nhảy mã 4 tiến 6 ngay để tấn công. Vương cho tiến con xe 2 tiến 3 để bắt pháo tranh tiên. Và đây trong thực chiến bên đen lựa chọn biến hóa là pháo 7 tiến 3 để vật tượng của Ngoại Ti Lê Khách trước khi quyết định ăn cây. Ngoài biến hóa đó thì bên đen cũng có thể đi được cờ mã 6 tiến 7. Chúng ta sẽ xem qua biến hóa này. Sau khi hai bên đổi loạt cây như vậy thì các bạn thấy được mặc dù cây cối ở vị thế cân bằng nhưng mà đây rõ ràng là hình cờ mà bên đen có hệ thống xe pháo bị cô, bên đỏ vẫn đứng ở cái thế đẹp hơn. Trong thực chiến của ván đấu này thì Ung Dương mặc dù đi sau nhưng đã quyết định một thế trận đôi công với Vương thế nhất, anh lập tức dùng pháo vật tượng ngay. Bên đỏ của Vương cho thoái tượng về và ở đây thì bên đen đã chững hình khi có một vài phút suy nghĩ để quyết định biến hóa tiếp theo. Các bạn thấy được trong hình cờ trên thì bên đen có thể đi một đường cờ là pháo 2 bình 5 để chiếu tướng ăn xe, nhưng trong thực chiến thì danh thủ Ung Dương không lựa chọn biến hóa này.
Chúng ta có thể thấy được nếu mà bên đen đi theo hình cờ đó, khi đó bên tiên có thể binh 5 tiến 1. Mặc dù bên đen có thể cướp được xe, nhưng là cái trạng thái cờ sẽ bị tấn công khá mạnh trong tương lai. Xe ăn mã là bị pháo vật tượng ngay, và tiếp theo đường cờ đóng con pháo qua đây và chuyển xe qua lộ 8 để oanh kích. Các bạn thấy được đây là hình cờ mà rõ ràng việc có xe cũng không có quá nhiều tác dụng khi mà bên đỏ đang có thể bao vây. Trong hình cờ thực chiến thì bên đen của Ứng Dương đi được cờ mã 6 tiến 7 để cướp mã của ngoại tinh lê khách. Bên tiên của Vương đi được cờ tiến xe qua, đứng vào căn mã. Bên đen cho thoái về, bắt pháo, bên đỏ cũng là chạy ngay đến cửa xe 2 bình 3 và đánh cờ tới hình trên thì hai bên tiếp tục đổi cây. Bởi các bạn cũng thấy ngay bên đỏ sau khi rời xe đi vẫn đang phục tại cái thủ pháp bình con pháo vào trung lộ. Nếu mà bên đen sai lầm thoát mã là Vương sẽ lập tức đóng pháo 2 bình 5 để khống chế trung tâm ngay. Đây là hình cờ mà bên đỏ có quá nhiều lợi thế để giành phần thắng. Trong thực chiến của ván đấu này thì bên đen của Ung Dương hình cờ xe 8 đến 3 và Vương cũng nhẹ nhàng cầm xe thoái về để bắt mã của bên đen. Xe 8 thoái 1, bên đỏ binh 3 tiến 1 tiến tốt tấn công. Trong hình cờ trên thì bên đen của Ung Dương đi đường cờ xe 8 binh 4 ngay. Ngoài ra anh có thể đi đường cờ xe 8 binh 2, cũng là một đường cờ có tính phản kháng cao. Vương tiến xe bắt pháo, bên đen là phải cho thoái về và tiếp tục binh 3 tiến 1 để tấn công. Tiến xe đến từ vị trí xe của bên đen. Trong hình cờ tiếp theo thì bên đỏ của ngoại tinh khách lựa chọn biến hóa là binh 3 tiến 1. Ngoài biến hóa trên thì bên tiên cũng có thể đi đường cờ thoái mã về để tránh đòn, cũng là một cái đường cờ khá hay và có nhiều tính cầu công. Các bạn thấy được trong biến trên thì bên đen sẽ phải đi đường cờ thoái tượng về. Đây là cái biến hóa có thể bất ngờ vỗ con pháo vào trung tâm để bắt xe. Khi đó hai bên có thể đảo hình thôi và vẫn là cái trạng thái cờ mà bên tiên đứng ở cái trạng thái cờ ưu hơn. Các bạn lưu ý thêm là bên đen trong bối cảnh trên cũng không thể chạy con xe qua đây để hình thành thế bắt đôi, bởi khi đó bên đỏ của Vương đã tung một tuyệt chiêu đó là phế trước đoạt sau bằng đường cờ tiến xe ăn pháo ngay. Nếu xe ăn qua là có thể pháo vật tượng và thoái về. Các bạn thấy đây là cái bối cảnh mà bên đỏ phải thắng lợi thôi. Trong hình cờ thực chiến thì bên tiên của Vương Thiết đã đi đường cờ binh 3 tiến 1 tiến tốt để tấn công. Bên đen Ung Dương thoát mã qua, bên đỏ từ đây mới chạy mã và tiếp theo đường cờ thoái tượng về đang mở đường có thể đóng con pháo 2 bình 5 bất ngờ chiều tướng phản công. Bên tiên Vương đóng pháo vào trước, vừa đe dọa tấn công vừa cũng là phản lại cái thế trận không cho bên đen có thể bất ngờ nhập trung lộ. Trong hình cờ tiếp theo thì bên đen của Ung Dương đi đường cờ xe 2 tiến 3 để bám tốt đầu. Ngoài bài đặt trên thì bên đen có thể đi đường cờ thoát mã trước là biến hóa có phần tốt hơn. Các bạn thấy được ở đây là bên đỏ cũng không có thể đi đường cờ pháo vật tốt được, bởi đi như vậy là bên đen có tình huống vũ pháo là bắt xe ngay. Trong hình cờ mà bên đỏ đi đường cờ rẽ tốt vào để tấn công, khi đó bên đen cũng dường có thể thả đường cờ mã 3 đến 4. Các bạn thấy là cái tính đối công cũng rất hay. Trở lại thực chiến của ván cờ thì bên đen của Ung Dương đi cờ xe 2 đến 3 để phòng thủ điểm tốt. Bên tiên Vương Thiết lắc tốt để tấn công đang có thể bắt mã. Bên đen thoát đi và Vương tiếp tục đi đường cờ binh 4 tiến 1 áp cửu. Đây là hình cờ mà bên đen đang đứng ở cái thế tương đối nguy hiểm. Mã 3 tiến 4, Vương chạy pháo qua bỏ xe để lấy thế công. Các bạn thấy được là bên đen trong thực chiến đã phải theo xe bám pháo, bởi nếu mà đi đường cờ mã 4 tiến 2 thì bên đỏ của ta chỉ cần đơn giản tiến pháo qua và tiến xe là cục ngay. Thực chiến của ván cờ, bên đen Ung Dương đã phải chạy xe qua để phòng thủ và đang phục ra cái thủ pháp tiếp theo sau khi hóa giải thế công của bên tiên là đường cờ đóng con pháo 2 bình 5. Nhưng mà bên đỏ của cao thủ Vương Thiết là một kỳ thủ đại tài, anh không dính phải sai lầm đó đã lập tức chạy xe vào để tránh đòn tấn công ngay và hóa giải cái thế phản kích của bên đen. Trong hình cờ tiếp theo thì bên đen Ung Dương trong thế vô vàn khó khăn, anh đã lựa chọn biến hóa ở cờ mã 4 tiến 2. Các bạn thấy ngay trong biến trên, nếu mà bên đen đi cờ xe 5 thoái 1 thì sao? Khi đó bên tiên của Vương Thiết sẽ không vội vàng cầm xe ăn mã mà sẽ có tình huống tiến tốt để chém xe ngay, phá tan hệ thống phòng thủ của bên đen trước khi đi đường cờ xe 6 tiến 1. Các bạn thấy được trong tương lai bên đen cũng rất là khó khăn trong việc phòng thủ trước hai xe truy sát. Trở lại thực chiến của ván cờ thì bên đen của Ung Dương đi đường cờ mã 4 tiến 2, chúng ta sẽ cùng xem tiếp. Đang đe dọa cái thủ pháp có thể đi đường cờ mã 2 tiến 3 để tấn công. Bên tiên của Vương tiếp tục ngó lơ tình huống này, lập tức đi đường cờ tiến xe để dọa cục. Bên đen thả mã chiếu, Vương cho đường cờ thoái xe về và các bạn thấy được là tốc độ tấn công của bên đỏ đang là nhanh hơn một nhịp.
Bên đen xị 4 tiến 5 để phòng thủ và ở đây Vương đã cắm pháo ngay để cho bên đen đã phải thoái xe về để phế quân, để hóa giải thế công của bên đỏ. Ngoài bên đỏ trên thì bên tiên của Vương cũng thể đi một đường cờ khá mạnh là phương án cờ lắc xe qua để bắt mã. Các bạn thấy được trong bối cảnh trên bên đen nếu mà đi đường cờ thoái về ăn pháo thì sao? Khi đó bên đỏ của Vương sẽ có tình huống cờ rất mạnh là đường cờ tiến xe để đe dọa xuất cục bằng đường cờ chém thẳng vào lộ trung tâm. Bên đen trong bối cảnh trên cũng không thể thoát khỏi hình thua. Trong bối cảnh mà bên đen ăn xe qua xe thì các bạn thấy được hình cờ này thì bên đỏ đơn giản là cắm qua đây thôi và bên đen sẽ không thể thủ nhanh được trong bối cảnh trên. Chạy qua là đường cờ tiến tốt nhập cục, bên đen có cố tình cưỡng cờ bằng đường cờ pháo 2 bình 5. Khi đó bên đen có ăn về là bên đỏ có thể chiếu rút ngay. Cảm thấy nếu mà pháo thoái về hoặc là lên tướng thì cũng không thể tránh khỏi xuất cục khi mà bên tiên sẽ cầm con xe 3 để chạy qua lộ 6 là chiếu cục ngay. Chúng ta sẽ cùng xem trong diễn biến chính của ván cờ thì bên tiên của Vương thiết đi đường cờ pháo 2 tiến 7 đe dọa đường cờ xuất cục. Bên đen đã phải thoái xe về chấp nhận mất quân. Bên đỏ của Vương xe 3 bình 2 và còn thấy được đánh thành cờ trên thì bên đen đã đứng ở cái thế muôn vàn khó khăn. Uông Dương xe 2 bình 3 để bám mã đe dọa thủ pháp pháo 2 tiến 4. Tuy nhiên thì bên đỏ của Vương đã thoái xe về ngay để bắt cây. Bên đen Uông Dương đã phải thoát mạng đi, còn trong hoàn cảnh cố tình đi đường cờ pháo 2 bình 5 các bạn thấy được là bên đỏ hoàn toàn có thể chân thẳng lên, bên đen không thể tấn công được. Trong thực chiến của hình cờ thì trung nguyên kế hoạch Uông Dương đi đường cờ mã 3 tiến 1 để chạy đòn. Bên tiên của Vương lập tức tiến xe qua. Nhìn cục các bạn thấy đang dọa cái thủ pháp chạy con xe 6 bình 5 để phế xe tuyệt sát. Bên đen trong bối cảnh trên đã tiếp tục là thoái mã về để cưỡng cầu tấn công. Các bạn thấy được là bên đen của Uông Dương trong hoàn cảnh trên cũng không thể nào mà đi đường cờ tiến xe ăn mã được. Bởi khi đó thì bên Vương sẽ là người ra tay nhanh hơn bằng đường cờ bình xe ăn sĩ để tuyệt sát ngay. Trong thực chiến của ván cờ thì bên đen của trung nguyên khách Uông Dương được thoái mã về, tiếp tục chiếu tướng. Bên đỏ của Vương thoái xe về và hai bên đi một vài hình cờ lặp lại trước khi ngoại tinh khách đổi biến hóa bằng đường cờ mã 7 tiến 9. Bên đen từ đây đã lựa chọn biến hóa là đường cờ C3 tiến 3 để nhìn thuốc đầu. Ngoài ra trong bối cảnh trên bên đen có cố tình đâm pháo thì sao, khi đó bên đỏ của Vương đã nhẹ nhàng chống sĩ lên thôi bởi xe có qua là đường cờ xe 6 thoái 1 về ngay. Đây là cái trạng thế cờ mà ép buộc phải đấu cây và khi đấu cây như vậy thì bên đỏ hoàn toàn chiếm lợi thế về sau. Chúng ta sẽ cùng xem trong thực chiến của hình cờ Uông Dương kiếm khách đi đường cờ C3 tiến 3 để nhìn tốt và bên đỏ của ngoại tuyến khách nhẹ nhàng cầm tượng treo lên. Và sau đường cờ đó thì bên đen của trung nguyên kiếm khách Uông Dương cũng đã phải buông cờ nhận thua. Bởi các bạn thấy được là cái thế đứng của bên tiên là rất khỏe, trong khi đó với việc hai xe cộng thêm một đấu tốt 4. Đây là cái hình cờ mà bên đỏ dễ dàng thắng lợi trong vài hình cờ tiếp theo. Như vậy kênh Học của Tuấn Lai vừa phân tích và bình luận nhanh của các bạn và đánh trên đánh cho cái buổi sáng ngày hôm nay ngày 16 tháng 12 khi mà Vương Chất đã vượt qua Uông Dương để ghi tên mình vào vòng 6 sẽ đánh với danh thủ Triệu Vâm trong cái buổi tối ngày hôm nay. Xin kính chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video tới đây.